du thuyền Bayesian treo cửa Anh dài 56 mét, chở 22 người, neo đậu ngoài khơi cảng Ponticello khi bị cơn bão dữ dội tấn công vào lúc trước bình minh. Ông Christian Bonner, thuyền trưởng của một con tàu neo đậu cạnh Bayesian cho biết, du thuyền đã bị lật nghiêng ngay sau khi cơn bão ập đến và chìm trong 2 phút, khiến những người dưới boong không có đủ thời gian để đến nơi an toàn. Ông Christian Bonner và thủy thủ đoàn của ông đã tìm thấy một số người sống sót trên bè cứu sinh và đưa họ lên tàu. 15 người đã kịp thoát ra trước khi du thuyền bị lật úp và thi thể của một người tử vong đã được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 người bị mất tích, trong đó có doanh nhân công nghệ người Anh Mike Lynch và con gái của ông.